Anh Bằng. Rồi, xin chào Đại Minh. Trong diễn đàn. Ok, thì bây giờ tôi chia sẻ với anh Bằng về vấn đề mà đời sống ở bên Mỹ, để tôi sẽ cho anh chị các bạn xem về vấn đề mà để tôi quay cái màn hình lại như làm sao ta. Ở đây đây, để anh chị các bạn xem nhé. Các bạn thấy ở bên Mỹ, tôi không cho các bạn xem hết, các bạn thấy người Việt của mình sống bên Mỹ đó, họ thuê nhà, họ thuê chung cư đó, các bạn biết đó. Nếu mà họ không trả nhà đó, mình phải đưa họ ra tòa. Đây nè, người Việt Nam này nha, các bạn thấy không, người Việt Nam đó, là tôi phải đưa họ ra tòa. Các bạn biết cho thuê nhà cửa bên Mỹ á, tại vì đời sống của họ nhiều khi họ rất là khổ. Các bạn thấy không, đâu phải giỡn đâu. Ở Việt Nam á, bạn bạn cho người ta thuê nhà mà các bạn không có mà trả tiền thì các bạn chỉ đuổi thôi. Nhưng mà luật ở bên Mỹ đó, các bạn phải đưa người ta ra ngoài tòa. Các bạn thấy đó, có những người họ rất là vất vả, họ rất là khổ. Đời sống đâu phải ai sang Mỹ là họ cũng làm ông này bà nọ đâu. Có rất là nhiều người Việt mà lúc trước tôi còn cái chung cư mà tôi bán rồi đó, anh chị các bạn thấy đó, họ ở và họ vất vả lắm. Có nhiều người thì thành công, có nhiều người cũng không thành công, chứ không phải. Còn 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 bên Bắc, bạn biết bên Mỹ mà mình làm ăn đó, tiền thuế đó, các bạn biết mấy chục năm làm là tiền thuế tôi phải giữ lại hết, phải giữ lại hết như thế này để cho thuê rồi đó. Các bạn biết đó, hàng tháng đó là mình cũng phải khai thuế với lại chính phủ nữa, mình phải khai thuế với chính phủ, chứ không phải giống như Việt Nam mỗi tháng đó là mình phải đóng cái tiền sale tax. Cái người mà thuê chung cư đó là mình phải khai thuế với, mình phải lấy cái tiền mà sẽ gọi là sale tax, là họ thuê cái chung cư đó bao nhiêu là mình phải họ thuê tháng, như tôi nói tháng 700 thì phải thu, nó gọi là 8% tiền thuế, thì tôi phải đóng lại cho hàng hàng chính phủ địa phương. Các bạn thấy những cái làm ăn ở bên Mỹ giấy 8% tờ của nó cũng dễ hơn đúng đâu có. Mà các bạn thấy ngay cả tiền điện cũng vậy nữa, tiền điện đó là các bạn phải đóng. Ở Việt Nam các bạn đâu có đóng thuế đâu, nhà ông nhà nước có, anh trả tiền điện anh có trả tiền thuế không anh Bằng? có chứ, Anh trả 10% đủ thứ cái mười 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 bao nhiêu mười anh mười phần trăm thuế giá trị gia tăng. đó, anh Bằng thấy bên Mỹ bên này nó trả đủ thứ các loại thế thế và điện đèn điện này kia hết, nó rất là nhiều. Các bạn biết là ở bên Mỹ mà tiền thuế đủ thứ hết. Còn chưa nói, để kiếm cái bill nước cho các bạn coi, cái bill nước, cái hóa đơn mà tiền nước bạn phải trả, tiền rác, Rồi, xin chào quý khán tiền giả ở Duy Tân. cống, nhiều thứ lắm. Các bạn thấy bên Mỹ làm cái gì á, nó cũng phải là tòa án hay là đi ra ngoài tòa, cái gì cũng vậy, chứ không phải là mình tự động mình quyết định hết, nó phải đúng theo cái luật của chính quyền, mọi thứ hết. Để tôi kiếm cái bill nước các bạn thấy. Còn giấy thuế á, là phải khai hàng năm, thế là mình phải mỗi năm giờ mình khai thì mình phải đóng bao nhiêu, mình làm ra bao nhiêu, nó đâu có đó. Các bạn biết cứ khoảng chừng 10 năm 3 năm hàng sở thuế á, nó audit mình một lần, nhưng mà mình làm cái gì mà nó thấy mình gian lận mà nó bắt mình được á, là nó sẽ quất mình dân vô vách. Các bạn biết là đầu nó phạt cứ là tiền lời 20% á, nó đâu phải giỡn đâu. Các bạn thấy, nếu là thấy đây một người Việt nữa nè, ở bên Mỹ đó họ thuê nhà, các bạn thấy không, là họ không trả tiền nhà. Bên này đó, các bạn không có được đuổi người ta mà phải đưa ra tòa, ông tòa Như quyết định, cái bà tòa đó bà quyết định, chứ mình, đến đó mình tự quyền mình kéo người ta ra. Tại mình kéo người ta ra đó thì mình sẽ phạm cái luật. Nếu mà cái người này đó mà không trả, thì ví dụ mà tới ngày mà kéo họ ra mà họ không chịu ra nữa đó thì phải kêu cảnh sát, lúc là phải kêu cảnh sát lại, cảnh sát nó đem còng đem súng xuống, là lúc đó là nó sẽ phá cái nhà lại, mình sẽ đổi cái ổ khóa. Các bạn thấy làm bên Mỹ cái gì cũng đóng thuế hết, thuế má hết. Đây là một cái mà tôi cho các bạn xem, các bạn thấy bán một cái bất động sản không đó, là phải trả tiền đủ thứ hết, tiền thuế nè, tiền giấy tờ nè, không tiền giấy tờ rồi tiền quê hồng nè, 30.000 đồng tiền quê hồng nè. Các bạn thấy không? Nó đủ thứ các loại khoản chi phí hết. Các bạn À, thấy ngay. cái vấn đề này cho hỏi là mình ví dụ bây giờ là mình bán một cái nhà cỡ khoảng là 1 triệu đô đi,
thì là lợi mình cũng phải khai 1 triệu đô đúng không, chứ không có giảm được như ở Việt Nam đúng không? Không anh, ví dụ tôi nhà cái nhà anh bán, tôi bán 930 ngàn, anh thấy không, mà tôi mua lúc đó có 157 ngàn thôi, thì bây giờ tôi phải trừ ra những cái tiền lệ phí, những tiền này bao nhiêu mình trừ ra, thì mình trừ ra ví dụ như 930 mình trừ ra trả 30 ngàn đồng tiền lệ phí này, mình trừ ra thì giờ giá tỷ như mình lấy số chẵn cho nó dễ đi, ví dụ bán 930 thì trừ ra những cái lệ phí này kia cho 30 ngàn đi, thì còn 900, thì 900 này mình sẽ khai thuế, mình phải khai thuế 20%, anh phải trả cho chính phủ 20% đấy, thì Tức cái là này là tôi phải đóng cái... 180 ngàn đúng không? Đúng rồi, 180 ngàn Đó. đấy, để anh thấy không, anh phải trả coi như là anh không chạy đâu khỏi đâu, tại vì những cái này nó làm việc á là nó thu vô, nó thâu vô trong cái database hết, nó tụi này là nó báo cáo lên tụi sở thuế hết, Vậy thì là anh không là chạy nếu đâu. mà tổng cộng các thuế, theo mình nghĩ là tổng cộng các loại lại thì là cỡ khoảng 250 ngàn đúng không? Thì anh thấy đó, cái tiền mà thuế là 20%, tiền đó là nó gọi là capital gain, có nghĩa là tiền anh mua bán, anh mua bán là anh phải trả cái tiền đó, anh mua bán bất động sản cái luật của nó là 20% capital gain, nhưng mà tôi làm business mình cũng phải biết cách lách luật Đây lách luật thay, rồi. còn 900 ngàn anh thấy không, còn 900 ngàn mình đâu có ngu dại, mình trả nó hết 900 ngàn, tôi sẽ khấu trừ ra, tôi sẽ làm một cái tờ giấy tôi khấu trừ cái này từ cái này kia, thì vừa rồi trả nó khoảng 150, nếu mà tôi khai đúng hết đó là trả hơi bị nhiều, hai Khoảng chục phần trăm là 180, 180 mình giảm cộng với một các phần khoản nào kia nó khoảng 250 đúng không? Nhưng mình ở đây mình dạ. lợi được, ví dụ mình khai lách lách lung tất cả các thứ được 150 thì mình lợi được 100 đúng không? Dạ thì anh chị em các bạn thấy giấy tờ khủng khiếp lắm, ở bên Mỹ làm cái gì nó cũng giấy tờ dữ lắm, các bạn biết hồ sơ giấy tờ nói không, một tủ bên đây còn một tủ nữa là mình phải lưu trữ hết, tại vì hàng sở thuế hàng chính phủ 10 năm, trong vòng 10 năm gì đó nó ó được mình trong vòng 10 năm, bất cứ lúc nào mà mình không có bằng chứng hay gì đó là nó quất mình dăng vô vách đó. Các bạn biết ở bên Mỹ nó làm việc cái gì nó cũng phải ra đâu ra đó hết, chứ không phải Việt Nam đâu, các bạn biết thuế anh làm cái gì là anh cũng không có thể nào anh chạy khỏi cái thằng thuế hết. Anh trở tôi nói mà vấn đề mà thuế đất cũng vậy, nãy tôi chưa kiếm mấy tờ giấy đó, thuế mà tiền đất mọi không, nhà cửa này kia rồi bảo hiểm mọi thứ hết. Bên Mỹ mà đời sống của nó, ngay cả tôi cho các bạn thấy một số những người Việt mà họ sống ở bên Mỹ, tôi phải xách họ ra tòa, tại vì sao, cái luật của bên này cho thuê nhà không phải giống như Việt Nam, bên này nó gọi là chung cư, cái chung cư một cái chung cư vậy nó có mấy chục cái unit trong đó, thì mỗi một cái unit như vậy đó là nó như một nó gọi là một cái phòng, nó có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà bếp nhà tắm, họ trả tiền. Ví dụ như họ trả tiền mà tháng đó họ không trả thì mình phải đưa cái tờ giấy cho họ, chứ không phải là anh muốn đuổi họ đuổi, anh phải đưa cái tờ giấy cho họ, nó gọi là 5 ngày, anh có trong vòng 5 ngày anh phải trả đấy, cái gì nó cũng phải giấy tờ hết đó. Nó document vào hết, chứ không có phải mình tự ý mà mình muốn làm gì mình làm đâu. Các bạn biết vì đời sống dân sự ở Mỹ nó có một cái khuôn khổ pháp luật hết, nó có một cái gai cái pháp luật của nó, cái gì đó ví dụ như cái người đó thiếu tiền ngày nào mình phải biên xuống hết. Các bạn thấy đấy, cái tờ giấy này trước khi mình đưa họ ra tòa mình phải đưa tờ giấy này, mình phải sơ họ cái tờ giấy này, và các bạn phải mướn một cái thằng cảnh cái thằng sơ vừa, cái thằng này nó giống như một cái thằng mà cảnh sát vậy đó, phải mướn nó để đặng nó cầm cái tờ giấy này nó đưa cho cái người mà thuê nhà đó, là cái người đó có nhận cái tờ giấy này, rồi mình phải trả thằng đó khoảng 150, rồi xong rồi mới đem ra tòa, rồi nếu mà nó không trả nữa thì mới xách nó ra tòa. Các bạn thấy làm ăn bên Mỹ nó giấy tờ bút mực của nó rườm rà lắm, chứ đâu phải là giống như Việt Nam đâu. Ngay cả muốn xin phép về làm gì một công ty, ngay cả tôi có công ty riêng tôi làm mới xin phép của nó, các bạn biết hả? Giấy tờ tôi có công ty mà các bạn biết nữa không, mà nó bắt mình phải thi lấy một cái license hay một cái giấy phép hành nghề, nó đòi hỏi nhiều thủ tục lắm. Bởi bởi vậy các bạn được thừa hưởng một vấn đề mà gọi là một chính sách ưu đãi của nhà nước ở trong đất nước, đi bán bưng hay đi muốn làm cái gì đâu cần phải xin giấy phép gì đâu. Và bên Mỹ các bạn biết một người đi sửa chữa hay làm bất cứ cái gì
đều phải có giấy phép hành nghề. Các bạn phải học một cái lớp về chuyên ngành, về cái ngành đó, công việc đó, nó mới giấy đó đầu. Tôi tại vì tôi nói tôi muốn chứng minh cho các bạn thấy cái ở đất Mỹ nó có cả một rừng luôn. Rồi xin anh Nguyễn chờ tí. Và có người lên thì để cho lên đi. Đó. Rồi cảm ơn đại Bình. Bình hiện nay con mình có một bạn tên là Xuân Ninh Nguyễn, mình cũng chưa biết bạn, mình muốn rồi, mời rồi. Một người mới lên. Ok, xin cảm ơn lại Bình.